tiện, ngày 28 tháng 5, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh chấn chỉnh nhà thầu vi phạm tiến độ và tăng cường kiểm soát chất lượng dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn Cam Lộ - Sơn La đi qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Theo đó, Bộ yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh điều chuyển khối lượng của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Nguyên đang thi công gói thầu XL03 cho nhà thầu khác, bởi Hoàng Nguyên đã vi phạm tiến độ hợp đồng lần 3. Bộ Giao thông Vận tải cũng cảnh cáo lần 3 đối với Tổng công ty 36 thi công gói thầu XL06 và Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị và Xây dựng Công trình 624 thi công gói thầu XL07. Thi công gói thầu XL07, hai nhà thầu này vi phạm tiến độ hợp đồng lần 2. Văn bản nêu rõ, trước ngày 5 tháng 6, các nhà thầu được yêu cầu huy động nhân lực thi công, bù tiến độ đã chậm. Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cũng được giao lập lại tiến độ thi công chi tiết đối với từng gói thầu, giám sát đặc biệt đối với nhà thầu vi phạm tiến độ để xử lý. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết, mỗi gói thầu có mốc tiến độ riêng do các nhà thầu đưa ra và được Ban Quản lý Dự án kiểm soát. Nếu không đạt theo các mốc này, thì sau 10 ngày, Ban Quản lý Dự án sẽ cảnh cáo lần 1 và tiếp tục cảnh cáo khiển trách. Mức cao nhất là điều chuyển một phần hoặc toàn bộ khối lượng cho các nhà thầu khác có năng lực.